khi mua một chiếc ghế ngồi ô tô cho trẻ, hãy tìm hiểu xem loại ghế nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Ghế ngồi dạng con nhộng hay ghế ngồi chuyển đổi với khả năng đổi hướng từ nhìn ra sau thành về phía trước. Hiện nay chúng ta có loại ghế ngồi ô tô cho phép bạn đặt trẻ quay mặt về phía sau cho đến khi em bé được 30 tháng tuổi. Cũng có thể bạn cần một chiếc ghế ngồi ô tô có tích hợp thêm đai cài an toàn nhìn về phía trước. Những chiếc ghế ngồi ô tô loại này được thiết kế phù hợp với trẻ khoảng 4 tuổi và những loại khác phù hợp với trẻ khoảng 8 tuổi. Hoặc cũng có thể bạn cần một chiếc ghế nâng. Hiện nay đã có những chiếc ghế nâng được sản xuất phù hợp với trẻ em tầm 10 tuổi hoặc thậm chí 12 tuổi. Bạn cũng có thể cần lắp một số đai an toàn cho trẻ em trong xe hơi của mình. Bạn có thể hỏi nhà bán lẻ xem bạn có thể thử trước khi mua, xem ghế có vừa vặn với ô tô của mình hay không. Khi bạn mang ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em về, hãy lấy nó ra khỏi hộp, tập làm quen và đọc hướng dẫn từ đầu đến cuối. Một số nhà sản xuất cũng làm các video hướng dẫn để hỗ trợ bạn cách lắp ráp ghế. Hãy thử tự lắp ráp ghế ngồi ô tô dựa theo hướng dẫn. Nếu bạn chưa tự tin rằng mình đã lắp ráp ghế vào xe đúng cách, hãy đến gặp thợ lắp ráp. Tuy nhiên, qua việc tập làm quen với ghế từ trước, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn khi cần phải đến gặp thợ lắp ráp, cũng như hiểu mình đã sai ở đâu. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải biết cách tháo lắp ghế, bởi vì khó mà biết được khi nào bạn có thể cần phải di chuyển nó.